thì gì cũng phải uống cho no cái bụng đã. Làm hẳn một thùng sữa Nuvi uống dần luôn. Cái lúc mà ra quán mua sữa ấy, cái bác bán hàng cứ than là: "Ôi con ơi, sao mày ăn nhiều mà không lên cân tí nào vậy? Cứ gầy mãi thôi." Tôm bảo là: "Vâng ạ, các bạn trên mạng cũng nói con hay là bị bệnh không lớn được. Tiện đây thì cũng khẳng định với mọi người là tôm khỏe như voi, chạy như sắt mà lắc chắc như khỉ nhá. Không có bệnh tật gì hết ạ, do cơ địa với lại tạng người thôi. Mà mọi người nhìn trên clip còn thấy tôi to to đấy." Vẫn là những vỉ sữa quen thuộc với những vị khác nhau mà vị nào cũng ngon. Nhưng có một bất ngờ là mình mua đúng vào đợt có chương trình đổi quà nhá. Chỉ cần săn 12 thẻ là sẽ nhận được một khẩu trang bảo vệ, và săn 24 thẻ là sẽ nhận được ngay vòng tay bảo vệ nhá. Khẩu trang và vòng tay có đến 5 mẫu khác nhau cho bạn lựa chọn. Công dụng của hai phần quà đặc biệt kia là gì á? Ôi trời ơi bạn ơi, để tôi nói cho bạn nghe này. Khẩu trang Nuvi kháng khuẩn cản bụi, chất liệu thì mịn màng, khô thoáng. Còn vòng tay Nuvi thì thiết kế giống như là đồng hồ, và ta có thể mở nắp cho nước kháng khuẩn vào bên trong và xịt ra tay để dùng mỗi khi cần thiết. Còn nếu như ai không thích quà ấy, thì có thể dùng thẻ này để chơi những trò khác với bạn bè, bởi vì in trên đó là rất nhiều những linh thú với chỉ số sức mạnh rõ ràng. Còn vị của sữa Nuvi thì chắc là không cần phải nói lại nhiều rồi chứ đúng không? Sữa thạch trái cây này, sữa chua dâu ép này và sữa lúa mạch cacao này, tất cả đều có linh thạch ở bên trong, vừa thơm vừa được ăn thạch giòn lạ miệng. Ui rồi, khả năng là phải giấu ngay cái thùng sữa này đi để dùng dần chứ, để ở bàn thế này có mà ngang đem thóc đi đãi gà rừng. Đấy, quên mất, quên nhiệm vụ chính là phải chuẩn bị cho ngày mai đến lớp nè. Sẵn có thẻ Nuvi Power ở đây rồi, mình sẽ đi đổi quà gấp thôi. Ui, sao anh nhìn anh tôm ngầu thế? Chuyện anh mày mà lệ. Này, đưa hai tay lên anh làm ảo thuật cho mà xem. Thẻ Nuvi Power, năng lượng biến hình. Wow, anh tôm đỉnh thật. Chưa xong đâu, lần nữa thì này, thẻ Nuvi Power tiếp tục phát huy năng lượng biến hình. Wow, anh tài thế. Khẩu trang, đeo lên cho an toàn nhá. Còn chiếc vòng tay này, em có thể cho nước sát khuẩn vào bên trong, sau đó là xịt xịt xịt. Wow, xịn thật sự. Anh chỉ em để có những vật phẩm này đi. Được, vậy thì mày hãy tham gia cùng anh chương trình săn thẻ Nuvi Power đổi quà khủng. Chương trình cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 kia đấy. Nào các bạn ơi, các bạn hãy cùng tôm nạp Nuvi, chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đến lớp. Nạp Nuvi, săn thẻ đổi quà, 12 thẻ đổi khẩu trang bảo vệ, 24 thẻ đổi vòng tay bảo vệ cực nâu. Nạp Nuvi, trang bị kỹ càng, sẵn sàng đến lớp.